Trường Trung học Phổ thông Dĩ An thời gian qua đã và đang thực hiện tốt công cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cùng với đội ngũ thầy cô tận tâm với nghề đã và đang thực hiện phương châm dạy thật, học thật, thi thật, chất lượng thật, trường sẽ tiếp tục phấn đấu để đem hết sức mình xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho nhà nước. Điều để chia sẻ, không biết là tuổi học trò của họ thì như thế nào đây? Anh ơi, tuổi học trò của anh thì có gì để gọi là ghi nhớ sâu đậm lắm luôn không? Nhìn mặt này chắc quậy lắm nè. Cái này là bạn hiện là sử dụng ta là một người á, nhưng mà nó đúng thiệt. Con trai mình hồi đó hay quậy lắm. Thật ra thì Hào Cô có một cái kỷ niệm là Hào Cô được giao trọng trách là lớp phó kỷ luật. Xong sau đó thì Hào Kiêu đã dẫn cả lớp đi bơi lén, đi bơi chui á, là lậu đi bơi không có mất vé. Xong rồi bị bảo vệ người ta bắt. Xong rồi về cô Hà Hành Kiểm mất chức luôn. Cái thời của chị đi học ngày xưa á, mặc đồ lung tung hết, có cái gì mặc cái nấy. Cho tới cái lúc mà chị năm lớp 12 chuẩn bị ra trường á thì được mặc cái áo trắng. Cái áo sơ mi trắng đó là nhìn thấy toàn trường trắng phau hết, rất là đẹp. Mà chị tiếc là phải chi á, năm đó mà mình ở lại lớp á, thì năm sau mình sẽ được mặc áo dài. Không có ai mà ước mơ là phải chi ở lại lớp nữa. Nhưng mà không có hơn tí nào á, chị đậu. Rồi xong chị phải ra trường. Nhưng mà năm sau chị quay trở lại trường để mà hát. Khi mà có một dịp quay trở lại trường hát thì chị được mặc lại cái áo dài trắng. Vậy là trong suốt quá trình đi học thì chị cũng đã tham gia đội văn nghệ của trường đúng không chị? Rất là tích cực. Có lẽ là với những kỷ niệm dễ thương này thì đây sẽ là hai ẩn số cực kỳ thú vị cho chương trình Về Trường của chúng ta. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng bước vào vòng 1 của chương trình mang tên Hai Không Bình Thường. Mỗi đội sẽ nhận được một bộ câu hỏi gồm 15 câu, 5 câu hỏi lịch sử, 7 câu hỏi hiểu biết chung, 3 câu hỏi ngoại ngữ. Hai đội sẽ cùng tranh thủ giờ nghỉ giải lao đầu tiên 10 phút để cùng tập hợp, lập nhóm và tìm học sinh trả lời cho các câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được tính 10 điểm. Trong một trận đấu bóng rổ, mỗi đội có mấy vận động viên thi đấu trên sân? A. 4 vận động viên, B. 5 vận động viên, C. 6 vận động viên và D. 7 vận động viên. Câu B. Câu B. 5 vận động viên. Có chưa bóng rổ chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Sao biết 5? Em thấy ở đâu? Hay trên TV. Rồi, giỏi. Bây giờ, câu B. Phần nào bên em? Yeah! Hai câu thơ có giá trị như một lời tuyên ngôn đanh thép dưới đây là của ai? Phục thù chí lớn không hề nản, ngọc nát còn hơn giữ ngói lành. A. Phan Đăng Lưu, B. Tố Hữu, C. Quang Dũng và D. Hoàng Văn Thụ. Em chọn đáp án nào? Em nghĩ là câu D, Hoàng Văn Thụ. Các bạn có nghĩ như vậy không? Hoàng Văn Thụ, các bạn có nghĩ là Hoàng Văn Thụ là câu D là đáp án đúng không? Câu D, câu D, câu D, câu D, câu D. Wow! Ai là tác giả của bài Bạch Đằng Giang Phú lừng danh thời Trần? Câu A, Nguyễn Trung Ngạn, B, Phạm Sư Mạnh. Lựa chọn C, Trương Hán Siêu và lựa chọn D, Trần Quang Khải. Dạ anh, em chọn câu C, Trương Hán Siêu. Tại sao? Dạ cái này học năm lớp 10. Lớp 10 hả? Đúng không mày, đúng không? À, đúng. Đúng không? Câu C. Dưới thời nhà Trần, Trần Quang Khải đã được phong tước vị gì cao nhất? A, Thái Sư, B, Thái Phó, C, Thượng Tướng, D, Tư Đồ. Em sẽ chọn cái gì? Dưới thời nhà Trần. Trần A, Thái Sư. Thái Sư, các bạn có đồng tình không? Thật lớn nha. Thái Sư. Năm Nhâm Ngọ 1282, dưới triều vua Nhân Tông, Trần Quang Khải được cử làm Thượng Tướng Thái Sư, nắm toàn quyền nội chính. Kinh đô của nước Âu Lạc xưa nay thuộc địa phương nào? A. Phú Thọ, B. Vĩnh Phúc, C. Hưng Yên, D. Hà Nội. Không thì dễ mà. Thôi anh à, em chọn
câu C. Tại sao chọn câu C? Bạn nhắc đúng không? Em nhớ mang máng. Nhớ mang máng hả? Chắc chưa? Việc là gì? Chỉ duy nhất có một loài động vật có vú có thể bay. A. Bat. B. Dolphins. C. Whales. D. Sea lions. Sea lions. Vậy theo em là câu nào? Câu D. Không. Câu A. Câu A. Tại sao? Là gì? Bat là dơi. Dơi phải không? Đúng không mấy bạn? Câu A, câu A, câu A, câu A. Yeah! Bạn thêm nữa nè. Rồi. Trải qua 15 câu hỏi rồi thì đội đỏ đã sai bao nhiêu câu? Qua 15 câu hỏi thì đội đỏ chỉ sai có một câu và trúng 14 câu. Như vậy là chỉ có một câu hỏi sai. Số điểm của đội đỏ là 140 điểm. Yeah! Nhưng mà tất nhiên là chúng ta cần phải biết thôi. Đội nào chiến thắng, vì đội trắng thì chúng ta vẫn chưa rõ số điểm. Cho nên bây giờ Tường Phi sẽ qua bệnh Do Thám một chút xíu nha. Xin chào. Chúng ta đã trải qua gần hết số lượng câu hỏi rồi. Và đây là câu hỏi quyết định đến số điểm của các bạn. Và hy vọng là các bạn sẽ trả lời đúng. Sông Mekong bắt nguồn từ quốc gia nào? A. Lào. B. Myanmar. C. Trung Quốc. Và D. Thái Lan. Thôi anh này là em chọn cái tảng C, Trung Quốc. Sao anh biết? Em coi trên bản đồ em thấy anh. Bản đồ em coi đâu vậy? Coi nào vậy? Em lúc em học. Bạn ấy coi bản đồ thì chắc chắn là đúng rồi. Chắc chắn không các bạn? Chắc chắn không? Và chúng ta đã trải qua vòng 1 rất hấp dẫn. Và số điểm của đội trắng là 130 điểm. Để giành chiến thắng thì đội trắng vẫn còn thiếu 10 điểm nữa vì đội đỏ là 140 điểm. Không sao, không sao. Chúng ta còn 2 vòng thi nữa, hy vọng là đội trắng của chúng ta sẽ cố gắng hơn rất là nhiều vì số điểm không hề cách biệt xa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào vòng 2 của chương trình mang tên Học Sinh Tài Năng. Hai đội chơi sẽ tranh thủ những giờ nghỉ giải lao thứ hai và thứ ba để tìm kiếm ra những gương mặt học sinh tiêu biểu trong trường đáp ứng đủ các tiêu chí: học giỏi, hạnh kiểm tốt, tích cực tham gia chi đoàn trường. Bây giờ là anh Huy và anh Hào Audio đang tìm các bạn nào trong lớp là có một cái sở trường nào riêng không? Rồi lớp trưởng mình đâu? Vậy em lớp em có biết bạn nào mà có một cái tài năng nào riêng không? Anh Luân hả? Đâu anh Luân đâu? Đứng dậy, trời ơi. Cái gì mà ủ động vậy? Dạ, xin giới thiệu em tên là Nguyễn Hoàng Luân. Rồi. À, tài năng của em là có tên gọi là Ninh Chất, một môn nghệ thuật đến từ Nhật Bản. Bộ môn gì mà lạ luôn vậy? Bộ môn này tôi đọc đúng tiếng Anh nên chất, mà heo Việt Nam mình đọc là ninjaku, mà heo bên võ thuật thì gọi là côn dĩ khúc. Rồi chạy luôn. Rồi Huy luôn. Đứng gần có đụng tao không? Không, em hiền lắm. Rồi lấy con ra. Thổ thủ sẵn rồi luôn. Đi học ăn cơm gì vậy ông? Ủa này bảo vệ đâu có cho lên chút nó ra giờ em tập. Là có nghĩa là có câu lạc bộ gần đây hả? Dạ không, tập có một nhóm bạn tập chung em, tại vì môn này ở Giang thì còn rất là mới. Tuyệt vời. Xin chào tất cả mọi người, đây là gồm có Chí Thiện và Thúy Uyên. Hôm nay sẽ tìm học sinh tài năng. Học sinh tài năng là gì? Là các bạn học giỏi, ngoan, dễ thương. Tài năng mà làm gì có dễ thương, ngoan, giỏi đây? Có mà. Có. Tài năng tức là thể hiện những cái gì mà mình sở thích của mình làm đó. Được chứ không phải là dễ thương. Trời, lâu lắm rồi khách mời. Lâu rồi khách mời mới dám chặt chém với tôi nha. Mọi người có muốn chị đi nhảy không? Mình vừa hát nhật ký của mẹ mà nhảy Michael mới dữ. Rồi, bây giờ xin mời chị bắt đầu. Được chưa?
gì đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy. Thôi được rồi. Bây giờ chị coi là nhìn nhắm ai trước. Trời, trong lớp này có nhiều bạn dễ thương quá. Bạn này nè, bạn đầu bạn ba nè. Bạn đầu bạn ba đi, nhìn có vẻ cá tính. Hợp với chị đó. Em tên gì? Em tên là Nguyễn Đình Nhật Minh. Rồi thì em có một sở thích gì đặc biệt không? Dạ nhiều lắm anh, như là stand up comedy, rồi đá banh, điền kinh. Stand up comedy tức là em có thể đọc thoại, hài đọc thoại một mình. Rồi, không tin nè. Được mà anh. Bây giờ mời em đứng lên đây. Được, hôm nay em được có hài. Cái điện thoại đó thì điện thoại rất là phổ biến, nhưng mà bực cái là rất là bực. Bữa đó là 2 giờ sáng, em đang ngủ ngon giấc, tự nhiên có bạn gọi đến. Alo mày hả Minh? Lộn số rồi. Cái đêm thứ hai, alo mày hả Minh? Giờ này không ngủ nghe điện thoại làm chi. Cái đêm cuối cùng là cái đêm thứ ba, alo mày hả Minh? Vậy thôi nha. Tháo giấy trường vô. Một lúc ăn được 80 kẹo không? Bằng. Chắc được hết. Được phải không? Anh mở 80 kẹo cho em ăn luôn nha. Phút rưỡi mà ăn 15 trái chuối được anh. Được rồi ăn. Một phút rưỡi ăn 15 trái chuối. Em sẽ trường gì? Sở trường của em là ăn. Là cái gì? Em ăn hả? Rồi. Ủa vậy em dành cái sở trường với bạn này hả? Bạn này 8 cây một lúc, còn em mấy cây? 10 cây luôn. Khi này em hát xong, em phải ăn hết 8 cây kẹo một lúc cho anh. Cái này bạn này hát xong em ăn hết anh 10 cái kẹo. Kim Lan kẹo đang đi à. Cái sở thích của em là gì? Dạ chơi thể thao. Mỏng gì mà chơi thể thao được hả? Em chơi môn gì? Dạ võ với đẩy tạ. Thiệt không? À tức là đẩy cục tạ lên đúng không? À đẩy ra cái gì? Tức là em có đã có một cái huy chương nào chưa? Dạ huy chương vàng đẩy tạ, huy chương đồng võ thuật. Bây giờ em có thể múa cho anh coi một bài võ không? Bây giờ tạ không có đẩy được rồi, đẩy anh nữa là anh chết. Thường được các bạn rất chờ đợi. Tại vì thông qua vòng này thì các bạn có thể tìm được học sinh tài năng đại diện cho ngôi trường yêu dấu của mình. Và không biết là cả hai đội chơi của chúng ta ngày hôm nay thì đã tìm được học sinh tài năng chưa? Đội của Thiện thì đơn giản lắm. Ngày hôm nay thì bình thường thì đội của Thiện hay chọn các bạn nữ. Nhưng mà ngày hôm nay bật mí cho đội bên kia luôn là bên đây chọn nam. Mà nam này cái gì cũng biết làm hết, cái gì cũng giỏi hết. Biết tả sao giờ trời. Đừng có đổ vừa. À, không có nổ, tôi không có nổ nha. Anh ấy là một cái người rất là có duyên, có thể làm người khác cười được. Và cái có một khả năng đó là... Thôi không nói đâu, giấu đi, tí nữa mới cho nó biết ha. Đùi đỏ, có lo ngại chuyện sao? Không? Sợ đúng không? Có gì đâu sợ. Nhìn mặt có vẻ rung nhẹ. Hồi trước mình có qua một vài môn như là karate hay là aikido hay là... À, như vậy là đùi đỏ cũng đã tiết lộ luôn là bạn học sinh tài năng của đội đỏ là sẽ thi về võ thuật. Ở bên đây là nhẹ nhàng hơn, nghệ thuật. Anh ấy có thể vừa đàn và anh ấy vừa hát. Ngày hôm nay là cả hai bạn nam, một bên thì là thiên hướng về nghệ thuật hơn, còn bên kia là mạnh mẽ về võ thuật. Chắc chắn là sẽ có rất là nhiều yếu tố bất ngờ. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem học sinh tài năng của cả hai đội. Phần giới thiệu học sinh tài năng của đội trắng. Học sinh tài năng của đội trắng là một thành viên của lớp 12B1, bạn Nguyễn Đình Nhật Minh. Mình tên là Nguyễn Đình Nhật Minh, học sinh lớp 12B1. Mình tập đàn guitar từ hè năm lớp 11 cho đến bây giờ.
mình thích hát. Sau khi tham gia cái lễ hội 20 tháng 11 của trường, mình muốn theo đuổi niềm đam mê của mình. Mong là các bạn ủng hộ cho mình và cho các bạn đi chơi. Là em có thể đàn nè, có thể hát. Như vậy thì bây giờ chị thấy Lan có rất là nhiều cuộc thi. Em có nghĩ là em sẽ tham gia một cuộc thi nào đó không? Dạ, em cũng nghĩ là có, chắc có. Wow, thực sự là anh chàng Nhật Minh của chúng ta đang là một ẩn số rất là thú vị. Và bây giờ chúng ta hãy đón xem phần giới thiệu học sinh tài năng của đội đỏ. Học sinh tài năng của đội đỏ đó là bạn Nguyễn Hoàng Luân, lớp 12A4. Xin bạn hãy vỗ tay cho Nguyễn Hoàng Luân. Tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Hoàng Luân, học sinh lớp 12A4. Đến với chương trình ngày hôm nay thì em xin biểu diễn tài năng có tên gọi là Nunchuck, và theo võ thuật gọi là múa côn nhị khúc. Và rất mong tất cả các bạn ủng hộ cho em, ủng hộ cho đội đỏ và cũng như tất cả các bạn tham gia chương trình về trường ngày hôm nay. Luân ơi, em nói là hôm nay em sẽ trình diễn phần múa côn. Như vậy thì em đã từng biểu diễn ở đâu chưa? Dạ, lúc trước em có vinh dự được tham gia chương trình Khi Tôi 18, thì em có được biểu diễn trong chương trình đó rồi. Vậy là được giải thưởng gì không? Dạ, được hạng 3 chị, trong 3 đội. Hai anh chàng này rất có khiếu hài hước. Bình thường ở trường á, em có bao giờ nghe đến danh của bạn Minh này chưa? Dạ thì đối với em thì bạn Minh không có nặng ký lắm, nhưng mà nặng về tài. Và qua các phong trào của đoàn trường thì bạn Minh trình diễn rất là hay. Do đó thì em rất là phục bạn Minh. Minh ơi, em được để ý rồi đó. Em cũng... thì em biết Luân, cái tài năng của Luân qua cái chương trình Thi Tôi 18. Khi mà Luân lên tiền hình á, thì Luân diễn rất là hay. Nói chung là em cũng biết được từ khi đó. Cho nên bắt đầu em cũng muốn đi học võ. Vậy bây giờ coi như là hai bạn đứng đây trở thành đối thủ với nhau mà không có lời nào nói với nhau trước khi xong pha trận chiến hết hả? Thượng lộ bình an. Chúc Minh toàn thay. Xem ra là hôm nay phần trình diễn tài năng của cả hai đội sẽ có rất nhiều yếu tố bất ngờ. Nhưng mà đầu tiên chúng ta hãy xem phần trình diễn tài năng của đội trắng. Ai đó ngang qua lối về, gió cuốn tóc thề, dường như trong gió tâm đang nói gì, lắng nghe giùm tôi, dường như đâu đó nghe trong gió thoảng tiếng hát mơ màng, dường như em đã lang thang qua đây, dịu dàng tao mây. Yeah, yeah. Trôi lững lờ lời ca bay trong làn gió, phải chi mình nhẹ nhàng tơ làn mây lướt cho em đều, phải chi mình dịu dàng tơ nụ hoa nở trong bình minh, phải chi mình mềm thân mềm và xuống nặng dòng xanh trong chiều để mai vờn bay giữa bầu trời xanh đắm say cùng gió mãi mây. Trình diễn đậm chất nghệ sĩ của bạn Nhật Minh, và phần trình diễn tiếp theo cũng hấp dẫn, mạnh mẽ, gây cứng không kém. Nào, chúng ta hãy cùng đến với phần trình diễn của bạn Hoàng Luân. Thank you.
bao giờ chúng ta cảm thấy khó xử như bây giờ đúng không? Tường Vi biết là rất là khó phân định, nhưng mà ở đây thì chúng ta có giám khảo. Và các giám khảo là những người công tâm nhất sẽ đưa ra những sự lựa chọn sáng suốt nhất cho riêng bản thân mình. Và bây giờ thì Tường Vi sẽ đếm đến 3. Chúng ta sẽ giơ quạt lên để biểu quyết nha. 1, 2, 3. Xin mời Thúy Uyên đếm quạt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27. 27. 27 đỏ hay trắng chị? Chị thấy thật sự là chị muốn cả hai đều có số điểm công bằng, nhưng mà chị đếm thì đội chị màu trắng, chị đếm màu trắng. Chị đếm được 27 cây quạt màu trắng. Tương đương với 24 quạt màu đỏ. Và qua vòng 2 thì chúng ta đã tìm được bạn học sinh tài năng, đó là bạn Trần Nhật Minh của lớp 12B1 với năng khiếu là đàn guitar bài tóc hát, đã trở thành học sinh tài năng đại diện cho trường phổ thông trung học Dĩ An. Và khi kết thúc vòng 2 thì số điểm của đội đỏ là 50 điểm. Xin chúc mừng. Và số điểm 75 điểm là dành cho đội trắng. Xin chúc mừng. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng bước vào vòng 3 của chương trình mang tên Ai Năng Động Hơn. Số điểm của cả hai đội chúng ta đã nắm quá rõ rồi. Và vòng thứ ba này là một vòng rất quyết định, một vòng mà cả hai phải dùng sức rất là nhiều để xem ai nhanh nhẹn hơn, ai khéo léo hơn. Và hôm nay thì cả hai đội với số lượng là 2 nam và 3 nữ. Trong phần thi này thì có lẽ là một phần thi rất là hấp dẫn. Đó là một trò chơi mang tên là trò chơi liên hoàn. Trạm 1, các bạn sẽ dùng tay cuốn thật nhanh cho hết cuộn khăn giấy và chạy đến chỗ treo sữa, dùng miệng để mút hết bình sữa. Sau khi uống sữa xong, các bạn sẽ chạy thật nhanh đến chỗ đặt bánh cookie, đặt bánh lên trán và cử động cơ mặt để đưa bánh xuống miệng. Không được dùng tay khi bánh chưa vào miệng. Đội nào hoàn thành xong trước là đội chiến thắng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đếm đồng thanh đến 3. Là cả hai đội bắt đầu nha. 1, 2, 3. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Em bị thức quá. Chỉ còn chút xíu nữa thôi. Đợi trắng còn chút xíu. Come on.
mà sau một thời gian thì đội trắng đã rút ngắn thời gian và chúng ta cũng đã thấy phần thắng đã thuộc về đội trắng. Và trải qua cả 3 vòng thi thì số điểm của cả hai đội như sau. Đội đỏ đã cố gắng với số điểm 240 điểm. Yeah. Và đội trắng đã xuất sắc vượt lên với số điểm 280 điểm. Xin chúc mừng. Và xin được mời đại diện nhà trường, thầy Trần Văn Hai, hiệu trưởng nhà trường phổ thông trung học Chỉ An lên trao huy hiệu cho đội chiến thắng. Xin mời thầy. Số tiền là 2.800.000 đồng và toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển vào quỹ khuyến học của nhà trường. Xin được mời đại diện đội thắng trao học bổng cho đại diện nhà trường. Hãy luôn nhớ và cùng chúng tôi Red Bull.